这个呢？开发票，南边南果。có cần đọc số điện thoại không? Đây đây. Đọc đọc. 0967. 0967. 113. 113. 013. 013. Đấy con kia về gột được nhưng mà phải làm thì mới lên tiền. Chứ bây giờ mà đục ra thì không bán. Bằng chú về thương mại ngay không thương mại được. Không thương mại được. Để nhà thương mại là có anh đi bán cho. Thế, ông ý là kiểu như em cứ mua em quẳng mẹ lấy vài năm ấy, thì sao được cắt nhịp thì được. Con này là anh đang chê là hơi béo, không béo thì anh lấy cái béo sợi. Đó. Dễ là cái công nghiệp. Ừ. Thì Văn Giang lên nó toàn thế. Nó không phải là Văn Giang, toàn sinh ra. Không, ý là ở Văn Giang lên ấy. Dòng xanh giống mấy cây bán chú ở không phải, ý là không phải bảo nó là cây Văn Giang mà trồng bãi ở Văn Giang lên thì nó chỉ thế thôi, nó có được nó được khắc khổ như mình đâu. Đấy. Ok anh, cây đẹp đấy. Nói chung mấy anh em chợ Bản Phúc. Đâu cái mềm ấy nặng hơn đi. Hả? Mềm nặng hơn. Thăng Long á? À? Thuốc á? À? Nhẹ mà. Nhưng mà nặng hơn cái này. Cái đấy nhẹ hơn cái này nặng hơn này. Rồi. Điếu nhỏ bao giờ nhẹ hơn. Ừ. Địa phận Chú Bằng. Ít khi quay ở đây mặc dù rất gần quê nhưng mà hôm nay mới cảm thấy là ở đây nó mừng vui thực sự. Con này thì dám gấp ổn phải nuôi, thằng chăn nuôi. Những cây nhiều những cây mà phải nuôi mới có tiền được. Mặc dù nhìn dáng rất ok nhưng phải nuôi. Nuôi nhuyễn ngay thì nó lại bay bốc hơi ngay. Nó chăm chăm cái già. Lỗi là nhiều khi là không hỏi giá được các bạn thì là đấy chủ họ cứ đi uống nước cho ai là mình thi thoảng mới lên đây quay một gần đấy. Biết của ai cả. Hỏi được cây nào thì hỏi đấy các bạn. Phục vụ được cái dài các bạn. Được chân chém bọn. Khủng long bạo chúa. Cầu Ngã Ba này đấy là trung tâm này nhưng mà lại bày chủ yếu là hoa và mấy cây nhỏ suối tiếp.
mùi hoa mộc rất là thơm các bạn. Cây gì đây? À, ốc con quá. Ốc con, ốc đồng béo quá. Bao tiền một cân đấy bác ơi? 20.000 cân à? Ốc ngon quá. Lâu lắm mới nhìn thấy ốc quê. Mặc dù là đi ăn ốc nhưng mà đi ăn thì nhiều nhưng mà nhìn thấy cái này nhớ ngày xưa. Mà cuộc sống hàng ngày bây giờ mình lại thi thoảng gặp lại. Anh nhỉ à? Cây ấy đẹp quá nhỉ? Cái gì nhỉ? Quên múa tên này. Chân châu. Hải, đúng không? Hải châu. Cái đấy bao tiền anh? 5 triệu. Đấy, cần lúa đẹp. Bây giờ ngồi như này sướng hơn bạn Phúc nhỉ? Bạn Phúc không được ngồi đấy. Đấy. Dưới này là bao nhiêu tiền không? Bánh bao nóng đây. Anh được dưới. Bánh bao nóng nào. Bánh bao nóng đây. Hay, rất hay đấy. Rất hay đấy. Bánh bao nóng nào. Bánh bao nóng đây. Bánh bao nóng đây. Bánh quả. Móng, lá móng. Ok. Rồi, cảm ơn. Trong này chắc không có cây thế, toàn hoa. Cảm ơn anh nhé. Đây, ở đâu? Trong này nó cũng là một khu kiểu như bạn Phúc, khu nhỏ, có cả đồ cổ lẫn những cái đồ chậu rất nhỏ nhỏ. Các bạn, để quay lại chỗ mấy anh em cây thế cái. Mẹ ơi nè, ở nhà trông con cảnh gì? Vâng, cả con là cháu nữa mà, nó vừa nghỉ học mà. Sung này mà có quả thì vui, chẳng có quả thì có quả. Sung ta. Sung mà tía nó có quả ngay. Hoặc là rút ra nó có dấu hiệu quả. Chẳng biết quay các bạn. Thôi cứ đi quay cho nó vui. Nó là một cái địa chỉ để các bác ngoại thành Hà Nội các bác đã mê cây. Ở đây là một cái chợ thôi nhưng mà trong làng những bằng này người ta chơi rất là kinh khủng đấy, chơi bonsai tuyết sâu này. Đây là làng của Đức. Chẳng thấy cái cây gì mình đỗ này tí. Có mỗi cây của ông Văn Giang kia thì quê ghép cây nhỏ này xem à, cái này cũng được nhưng mà xinh thôi. Bây giờ nó mình có nhiều đồ rồi. Cái này đáng nhẽ phải để lên trên chân máu ngổ đấy. Bây giờ nặng thế. Chân móng hai bên. Đấy. Do sinh viên chơi mà lá nó cũng là xuất sắc đấy. Đấy. Chân móng rất hay. Ngày xưa hạ cổ xuống thì đặt lì xuống thì chắc chắn là chân móng nó sẽ đẹp. À đâu? Đưa nhờ anh Thắng ơi, cây của anh là cây nào đây? Đây, có cây chi rồi. À, cây chi rồi. Con người là động lực. À. Động lực. Cái này bao tiền đây? Đấy. Chi đấy. 3.50 đấy. Giá chợ quê. Chỗ họp ạ.
bổng ít thì sao mà chống này, đúng không? Quá trình vận chuyển. Quay mặt sau cái này đi. Nói chung là cũng mang cái nào đi đây? À đây. Cái bản vẫn hết rồi. Vâng. Để ở đây. Ok. Cái này là bao nhiêu tiền anh? 3 triệu rưỡi. 3,5 triệu. Để nuôi lên sau làng cái làng hay đấy. Khô già đấy. À. Trần chiếc cun giá man. Còn cái đề kia thì bao nhiêu anh? 15. Cây đấy mà làm cây trực hoành như cũ vẫn đẹp. Cái này. Cây hai chân đẹp. Đẹp, hai chân đẹp. Ba thân được một cây. Ý là mỗi người một thích chơi một cách nào cũng hay. Kiểu nào cũng hay. Là ghép. Đấy. Lộc nước đỏ con chót. 15 à. Hôm trước sang thì chưa có lên cái chậu này, chưa có thùng xốp, không quan trọng, chậu này hơi rộng. Đấy, đẹp đấy. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi ba nhá. Hiểu như ca sĩ nào về đây. Con này lặng bát. Mua cái xe này làm gì mới đẹp hả? Thắng à? Thắng vẹo. Thắng sứt. Thắng sứt này. Thắng vẹo, mũi to. Đây, nhìn hàng. À đây, sung tía đây. Dòng này thì lại nhiều quả. Đấy, cứ đầu tía tía này. À, đây à. Vâng vâng, chờ em tí. Vâng vâng. Vâng vâng. 5 phút nữa em vào. Mua đi, mua đi đây. Đây để 200. Lượt một vòng nữa để kết thúc buổi chợ hôm nay. Cây lên đường rồi anh Tuấn. Nhanh nhỉ. Đẹp đẹp, có tí khắc bọt đã lên đường ngay. Cây quê lão vừa nãy quay. À, rồi ok, kết thúc tại đây.